Thưa quý vị và các bạn, sau 10 ngày từ khi phát hiện ca dương tính với COVID-19, từ ngày 30 tháng 4 đến nay, lực lượng chức năng tỉnh Hưng Yên đã xử lý 228 trường hợp vi phạm trong phòng chống dịch, phạt tiền hơn 400 triệu đồng. Trong đó, không đeo khẩu trang hơn 200 trường hợp, phạt 250 triệu đồng. 17 trường hợp không chấp hành quy định tạm dừng kinh doanh, bị phạt 120 triệu đồng. Không khai báo y tế, 3 trường hợp, phạt 30 triệu đồng. 2 trường hợp không chấp hành quy định cách ly y tế, bị phạt 15 triệu đồng. 1 trường hợp qua biên giới không làm thủ tục xuất nhập cảnh, bị phạt 4 triệu đồng. Một số trường hợp vứt khẩu trang không đúng nơi quy định, bị phạt 350.000 đồng một lần. Trong đó có 2 quán game tại thành phố Hưng Yên và huyện Yên Mỹ bị lực lượng chức năng xử phạt mỗi quán 15 triệu đồng do vẫn cho người đến chơi game và không đeo khẩu trang. Để tăng cường phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, một trong những nhiệm vụ được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên yêu cầu thực hiện trong công điện số 883 ngày 6 tháng 5 năm 2021 là các cơ quan hành chính nhà nước từ tỉnh đến cơ sở bố trí 50% lực lượng làm việc tại cơ quan, 50% làm việc trực tuyến tại nhà. Ngay sau khi nhận được công điện, các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh đã khẩn trương triển khai thực hiện yêu cầu này. Mặc dù toàn ngành đang tập trung thực hiện cuộc tổng điều tra kinh tế, nhưng ngay sau khi nhận được công điện 883 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Cục Thống kê đã bố trí một lực lượng làm việc tại nhà, đảm bảo thực hiện giãn cách giữa cán bộ công chức trong cơ quan. Dù làm việc ở nhà, nhưng chị Nguyễn Thị Hải, nhân viên văn thư của Cục Thống kê, vẫn theo dõi được mọi công văn đến và đi, chuyển đến cho lãnh đạo và các phòng ban xử lý. Dù là giãn cách xã hội và làm việc tại nhà thì tôi cũng không thấy ảnh hưởng, mà các phần mềm nó cũng thuận tiện lắm. Cập nhật đến các văn bản đến lãnh đạo là lãnh đạo có thể biết ngay. Chúng tôi sử dụng các cái phần mềm của Trung ương, của địa phương cung cấp để quản lý, giám sát, đôn đốc và giao nhiệm vụ và phê duyệt cái công việc hoàn thành của các cán bộ công chức làm việc ở tại nhà. Với công nghệ hiện đại hiện nay là sử dụng các cái phần mềm tác nghiệp, những cái phần mềm điều tra điện tử CAPI, đảm bảo cái chất lượng cũng như là cái hiệu quả và không để ảnh hưởng đến tiến độ cũng như là chất lượng của cái công việc lãnh đạo giao. Tại huyện Phù Cừ, trong ngày 7 tháng 5, Ủy ban Nhân dân huyện đã ban hành công điện số 02 để cụ thể hóa việc triển khai các nội dung công điện 883 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Với đặc thù là địa phương đang có dịch, lại vừa phải chuẩn bị cho cuộc bầu cử, nên huyện Phù Cừ vẫn giữ nguyên lực lượng làm việc với các đơn vị tham gia phòng chống dịch và làm công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử. Các cơ quan đơn vị hành chính còn lại đều chủ động bố trí công việc để thực hiện giãn cách tại cơ quan đơn vị mình. Chúng tôi đã chỉ đạo các cái cơ quan đơn vị, chủ tịch, ủy ban dân các xã thị trấn trên địa bàn huyện thì giao cho chủ động rà soát, bố trí, sắp xếp công việc của cơ quan đơn vị và cán bộ công chức mà mình phụ trách để đảm bảo số lượng quân số trực tại cơ quan đơn vị là 50% và 50% thì sẽ làm việc trực tuyến nhà, nhưng yêu cầu bắt buộc là phải hoàn thành nhiệm vụ được giao. Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 trong cả nước nói chung và trên địa bàn tỉnh Hưng Yên nói riêng đang có diễn biến ngày càng phức tạp. Việc các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh căn cứ vào tình hình công việc cụ thể, chủ động bố trí lực lượng cán bộ, công chức, thực hiện làm việc giãn cách sẽ góp phần hiệu quả trong công tác phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.